trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với anh Võ Nguyễn Duy Khôi, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Và trong suốt tuần lễ vừa rồi cũng như trong cả 3 tháng vừa rồi, trong lúc mà Hoa Kỳ đang phải lo giải quyết những cái chuyện, những cái cơn bão tố, chuyện scandal nội bộ tại Washington DC, thì trong cuối tuần vừa rồi, chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng như chính phủ Trung Quốc đã triệu tập một cái hội nghị thượng đỉnh, và để họ giới thiệu chuẩn bị cho một cái dự án, có thể nói là dự án của thế kỷ 21 này. Đó là cái giấc mộng của Trung Quốc xây dựng lại. Cái dự án nó mang tên là One Road, One Belt, một con đường và một cái vòng đai. Và họ muốn xây dựng lại cái, nghĩa là nó sẽ là cái trục lộ chính trong cái việc giao thương giữa Đông và Tây, như là 2000 năm trước. Thì cái nhắc đến cái chuyện mà One Road, thì có lẽ quý khán giả và vị panelist sẽ biết cái chuyện con đường tơ lụa xưa giữa Trung Quốc và Âu Châu. Và đó là cái giống như là một cái trục của văn minh thế giới trong cả ngàn năm. Đây là cái, có phải đây là cái giấc mộng của ông Tập Cận Bình hay là của riêng của cả nước Trung Quốc? Tôi thấy cái này không phải là giấc mơ của ông Tập Cận Bình, đây là giấc mơ đế quốc của Trung Quốc. Thì nói dùng cái chữ đó mà nôm na cho nó thẳng như vậy. Khi nào, quý vị cũng hiểu là khi nào làm đường xe lửa hay làm tất cả cái đó là họ mang ảnh hưởng của họ tới. Nếu mà họ bỏ tiền ra thì chắc chắn là các công ty Trung Quốc sẽ được đấu thầu xây cái đó. Cái thứ hai đó, mà họ làm được một cái dự án thì dự án kia nó rẻ hơn, tại vì họ có sẵn rồi. Thì do đó đây là tôi gọi là giấc mơ đế quốc mà một cách nhẹ nhàng. Nhưng đó là đế quốc, mà đế quốc kinh tế đó. Không những khi họ đưa kinh tế tới trước thì sau đó là có chính trị. Ví dụ tất cả cái vùng Trung Á đó, thì bây giờ nếu mà làm cái đường rây xe lửa từ Trung Quốc tới Âu Châu đó thì là ảnh hưởng của Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa đi qua cái đó nó lẹ hơn. Cái trước hết đó, nó đi có mười mấy ngày thôi, ví dụ như vừa rồi là đi từ London tới Trung Quốc là có mất 17 ngày thôi, trong khi đi tàu nó mất cả tháng. Thì lẽ nhiên đó là cái ảnh hưởng đầu tiên là ảnh hưởng kinh tế. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là ở đây nó là vấn đề geopolitics nữa. Vấn đề này thì là ảnh hưởng của Trung Quốc càng ngày càng lớn ra. Vì vậy tôi mới nói là cái vụ mà là cãi nhau của ông Trump nó làm hại cho nước Mỹ. Nhưng mà những người Trung Quốc họ vẫn lập luận là chính người Âu Châu đã làm cái việc này vào 2 thế kỷ trước và đem lại cái văn minh của Âu Châu đến khắp thế giới, phát triển kinh tế cho toàn trên những quốc gia trên cái trục này. Thực ra khi mà chúng ta đẩy tới cái tên của Trung Quốc, tất nhiên là người Tàu muốn họ là trung tâm điểm của vũ trụ và mọi nước quá quy vào nước Tàu. Và có một thời họ đã là trung tâm. Và chúng ta biết một điều là cái con đường tơ lụa đó, nó là con đường mà tớ phù từ hàng nhiều ngàn năm trước chứ không phải bây giờ mới có mấy trăm năm thôi. Chúng ta cũng lại biết rằng trước khi mà ông Tập Cận Bình vẽ ra một cách rất là rõ rệt cho người ta nhìn thấy một cái con đường, một vòng đai mới đó, thì người ở Trung Quốc đã thực hiện những cái viện khổng tử ở nhiều nơi để mà truyền bá cái tư tưởng cũng như là chính trị của Trung Quốc ra nhiều quốc gia. Và chính Trung Quốc cũng đã từng tập trung tài chính vào một số các nơi quốc gia, chẳng hạn như là có thể mua các nhà máy của Đức chẳng hạn. Thì cho nên cái việc mà con đường tơ lụa của Trung Quốc mới này, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc có thể thực hiện một cách tương đối không khó khăn lắm, mặc dù có một số nước chống chẳng hạn như Ấn Độ chẳng hạn. Tại sao vậy? Bởi vì điều thứ nhất ấy, là cái chính sách của người Tàu bây giờ đó, nó là thuần nhất, không bị chuyển từ tổng thống này sang tổng thống kia giống như là ở các quốc gia tư bản. Điều thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là Trung Quốc có thể là có những công ty xí nghiệp thuộc về quốc doanh, có nghĩa là tài chính sẽ tập trung vào trong một số các công ty tập đoàn nhà nước quản lý, và vì vậy cho nên đủ khả năng để cạnh tranh và đi dưới gầm bàn cho tất cả mọi cái quốc gia mà Trung Quốc muốn
đưa tới. Cái điều thứ ba nữa là Trung Quốc không đem tới các quốc gia mà mình muốn liên lạc tới một cái giống như là Hoa Kỳ là đem cái tư tưởng dân chủ tự do tới từng quốc gia một. Thành ra những quốc gia mà Trung Quốc đưa tới đó, thì những quốc gia đó không bị cái phản ứng là bây giờ đưa tới thì chế độ sẽ bị đổ. Khi mà Hoa Kỳ đi tới các quốc gia đó, mà liên lạc tới chẳng hạn như là đối Philippines, thì Philippines có chính sách về đối với những người ma túy là giết, nhưng mà đối với Trung Quốc thì hoàn toàn không có chuyện đó. Đấy là chuyện nội bộ của các anh, dễ làm việc hơn. Và vì vậy cho nên nó tương đối là dễ làm việc. Cho nên cái chính sách mà của Trung Quốc đưa ra đó, trong cái thời giai đoạn mà ông Trump co cụm nước Mỹ lại, thì cái điều đó làm cho Trung Quốc dễ dàng bành trướng ra. Bởi vì bây giờ hiện nay trên thế giới có 3 nước mà cạnh tranh với nhau là Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì không để ý tới, bây giờ lùi rồi. Vì Nga thì về kinh tế tương đối là yếu, cho nên bây giờ chỉ có một Trung Quốc. Bây giờ là nếu mà cứ tiếp tục như thế này trong 10 năm, 20 năm nữa thì Trung Quốc sẽ là số 1 của thế giới đấy. Nhắc đến Nga thì riêng cái một cái nửa đầu, một cái dự án mà một con đường đó, nếu muốn tái lập về con đường tơ lụa thì đương nhiên phải đi ngang vào cái vùng Trung Á và đi ngang vào miền Nam nước Nga. Cho nên cái dự án nó không thể thực hiện được nếu không có sự hợp tác của Nga. Chắc chắn là như vậy thưa anh Bình. Đối với các nước quốc gia mà tham gia cái cuộc họp thượng đỉnh lần này, chúng ta để ý ngoại trừ Nga thì có nền kinh tế cũng khá khá. Thì các quốc gia đa phần là nền kinh tế nó ở thuộc tầm trung và thấp. Thì những cái quốc gia này, nếu mà cá nhân em nghĩ tham gia vào cái vấn đề này thì cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần các quốc gia này, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì cách đây cũng ít tháng, thì khi mà cái cuộc họp mà về nền toàn cầu hóa thế giới thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình, và ông, cái lời phát biểu của ông khi đó lại gây cái sự chú ý của dư luận, vì chúng ta thiếu vắng đi Hoa Kỳ, tiếng nói của Hoa Kỳ ở trong cái cuộc họp đó. Thì như một vô hình chung thì Trung Quốc lại là một cái quốc gia gây tiếng nói ở cái, và cái vấn đề One Belt One Road lần này có thể là một cái tiếp tục cho cái dự định mà toàn cầu hóa, giống như ông Tập Cận Bình đã nói trong cái hội nghị lần đó, thưa anh Bình. Và cái phần dưới của nó, cái vòng đai đó, thì đương nhiên là phải đi ngang qua Biển Đông và đi ngang qua eo biển Singapore. Đó là những cái mấu chốt quan trọng trong cái vòng đai mà phía Nam. Thì như vậy, nếu như vậy, để thực hiện được cái dự án lớn như vậy thì Trung Quốc lại cần phải hòa hoãn với các nước ASEAN. Đúng. Và Trung Quốc lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng hòa hoãn, nhưng mà lúc nào cũng chiếm đất của người khác. Cái chuyện đó là mình thấy rõ ràng là ở cái chỗ đó. Nhưng mà cái quan trọng nó là ở chỗ này. Nga cũng có cái đường xe lửa đi từ Âu Châu tới Vladivostok. Yeah, đường xe lửa Trans-Siberia. Tại sao họ không làm cái đó được? Tại sao họ không dùng, với lại họ có thể đi với Nhật Bản để làm phát triển cái đường đó, làm cái vành đai? Cái đó là thiếu cái nhìn lâu dài. Thì mình phải nói là Trung Quốc họ có cái nhìn đó, nhưng mà cái nhìn của Trung Quốc đó, mình cũng hiểu, họ nói một đằng làm một đẻo thì mình biết ngay là cái ý đồ của họ là muốn khuất trương, muốn đế quốc nhiều hơn. Và mỗi lần họ đi qua đó, mình phải hiểu là cũng như là khi họ làm việc ấy, hồi xưa đó ai xây dựng Campuchia của ông Hun Sen thì là Việt Nam, nhưng mà khi ông Hun Sen nó làm việc với Trung Quốc rồi Trung Quốc mua luôn Hun Sen thì là ông Hun Sen lại chống Việt Nam, thì bao giờ cũng vậy hết. Thì mình phải nhìn dài cái example đó, những cái đó đó, thì mình thấy là Trung Quốc họ làm, họ nói thì hay, nhưng mà khi đằng sau những cái gì họ làm đó thì nó có nhiều cái chuyện nó khác hơn nữa. Đó là một. Cái thứ hai nữa đó, bây giờ đó nói là chỉ có Ấn Độ không thì cũng không đúng, chỉ có Ấn Độ chống không thì không đúng. Nga chưa chắc nó tin Trung Quốc, và cái người chống đó là Nhật Bản. Nhật Bản là cũng là một cái anh Á Châu, thành anh có cũng nhìn xa và là cũng thâm hiểm lắm. Họ đi lúc nào họ cũng đi nhìn xa lắm, và họ có cái nhìn tương đối. Thì vì vậy đó tôi thấy Việt Nam đi với Nhật Bản thì cũng đúng thôi, tại vì
nếu mà mình không đủ sức thì mình phải có đồng minh, mà có đồng minh mà cái đồng minh mà không phải như Mỹ. Hôm nay nó có hứng thì tự nhiên nó bỏ cái TPP đi, có phải là, mà nhất là gặp ông tổng thống như ông tổng thống Trump thì nghĩa là khó làm việc quá đi. Nếu mà có những cái người mà họ consistent như là Obama thì cái TPP nó sẽ có, và cái chuyện mà gọi là cái vòng đai đó của Trung Quốc đó, nó sẽ khác đi. Tại vì người ta không đi cái vòng vai Trung Quốc, đi từ Trung Quốc qua bên Âu Châu, còn cái này nó đi từ bên Á Châu qua bên Mỹ Châu, thì tự nhiên nó khác cái vòng đai, cái đường nó khác rồi. Thành ra đây tôi chỉ thấy là bây giờ đó thì khán thính giả dần dần, người Việt Nam dần dần mới hiểu là cái chính trị nó là quan trọng. Mình bầu cái phiếu mình bầu là quan trọng, bầu cho trật người thì là tự nhiên mình thấy là cái hậu quả nó rất là nguy hiểm đối với mình. Thì là đây là một cái chuyện, nhưng mà đối với tôi thì tôi, cái mà tôi vui vẻ là ngày nào tôi cũng có chuyện nói với ông Trung hết, nhưng mà tốt hay không thì là một chuyện khác. Thì tôi chỉ nói như vậy thôi, để cho quý vị, còn anh em chúng tôi còn có dịp hầu chuyện với quý vị nữa đó. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình trong tuần này, và xin hẹn gặp quý thính giả trong chương trình tuần tới. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettel, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.